Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì có mấy bạn kêu mình quay lại những cái con cá lóc của mình đang nuôi cho bạn xem á. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại hết tất cả những con cá lóc mình đang nuôi nha các bạn. Đó. Thì hiện tại thì ở nhà mình chỉ còn có ba con cá lóc thôi bạn. Đó. Thì một con cá lóc đồng ha, một con cá lóc vây xanh ha, vây xanh đột biến nhưng mà nó mèo này nó rất là nhát bạn ơi. Đó, với lại một cái con cá lóc vảy đồng ha, yellow centaurum. Và con mắt của cái con vảy đồng hôm nay thì nó cũng đã bình phục rồi các bạn. Đó, thì chiếu đó mình sẽ cập nhật con cá lóc vảy đồng cho bạn xem luôn. Đó, thì hiện tại là con cá lóc đồng của mình đây. Đó, bữa mình có hai con cá lóc đồng bạn. Đó thì mà mình đã cho cháu mình hết một con rồi các bạn. Đó, cháu mình nó thấy thích quá, nó sinh hết một con rồi, mình chỉ còn một con thôi. Đây là con cá lóc đồng nha các bạn. Đó. Đây con cá lóc đồng thì lúc trước là mình mua ở tiệm cá cảnh đó bạn. Đó, mấy con cá lóc ngồi á. Đó, mình nuôi tới hôm nay nè. Đó. Thì mình cũng mới dọn vệ sinh nên em nó cũng còn hơi hơi khờ khờ, hơi nhát nhát xíu bạn. Đó. Đây. Đó, thì lúc trước mình mua là con cá này rất là nhỏ bạn, nhỏ xíu à. Đó, mình nuôi một thời gian cái mình đợt đó mình mua rồi mua chung với là mấy con cá lóc con cá lóc bông các bạn. Đó, con cá dày là kêu con cá dày á. Đó, thì nuôi được thời gian mình nuôi chung á thì cái con cá lóc dày nó sợ mấy con cá này. Đó, mấy cá này nó tấn công mấy con cá lóc dày quá bạn. Nên mình đã thả mấy cá lóc dày đi ra sông á. Đợt đó mình có làm cái video cho bạn xem á. Đó. Nhưng mà cái con cá lóc đồng này thì hôm nay mình nuôi trong cái hồ này á thì cái kiến nó hơi cũ xíu nên mình các bạn thấy nó hơi 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 chày ha. Đó, thì đây là cái con cá lóc đồng mình nuôi cũng khá là lâu rồi. Đó. Đó, nó cũng còn hơi đói đói hăng hăng bạn, nhưng mà tại vì nãy mình cách đây 2 ngày mình mới dọn vệ sinh cái mình mới hút phân á mà nó nhát xíu đó, nhưng mà để vài ngày nữa là nó hăng thôi bạn. Đó, chỉ có cái con cá lóc bay xanh thôi, mình không có thùng nó được nữa bạn ơi, mình không hiểu tại sao nữa. Đó, chút xíu mình sẽ quay cho bạn xem cá lóc bay xanh nó luôn, mình quay con cá lóc đồng xong mình mới quay cá lóc bay xanh cho bạn xem ha. Đó đây. Đó, thì hiện tại nhà mình chỉ còn 3 con thôi nhé bạn, 3 con thôi đó. Đây mình bỏ thử cái con dế vô cho nó ăn, thử cái nó ăn nào nha bạn. Đó, nó hơi nhát xíu, bạn chờ mình xíu nha. Ôi giời, nó nấp rồi nè bạn ơi, tại mình mở cái nắp mạnh quá bạn. Đó, thôi giờ mình đi quay mấy con cá lóc kia cho bạn xem nha. Đó đây các bạn ơi, thì đây là cái con cá lóc quay xanh đột biến của mình nha bạn. Đó, thì nó rất là nhát các bạn ơi, mình cũng thuần nó, còn mình cho nó nhịn đói các bạn. Nó thì nó cũng không có lanh các bạn ơi, nó rất là nhát. Đó, nhiều khi cả tuần lễ hoặc 10 ngày nó mới ăn một lần các bạn. Đó, đây nè các bạn, đây nè, nó đang đứng ở chỗ cái ngón tay mình đây. Các bạn thấy không? Đây nè. Đó, mỗi lần mà mình cho nó ăn hoặc gì đó nó chạy nó lủi ầm ầm trong cái hồ các bạn. Đó, mình không biết là nó bị cái gì mà nó hay nó lại lúc trước này nó rất là lanh ha, từ khi mà cái ngày nó tuột màu tới giờ các bạn. Đó thì nó rất là nhát các bạn. Đó, lúc mình mới mua về thì nó rất là lanh, cái màu sắc đấy màu vàng các bạn, nó vàng kim các bạn, nó nhìn rất là đẹp, nó kêu vây xanh đột biến xanh tít gì đó. Đó thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi thăm mình ha, kêu mình quay về cái con cá lóc vảy rồng, con vây xanh đột biến này cho bạn xem. Đó thì đó bạn thấy không, đó, nó rất là nhát. Đó, mình coi bạn coi mình để tay vô là nó chạy nè. Đó bạn thấy không? Đó, nó rất là nhát các bạn. Đó, mình không có biết tại nguyên do gì ha, bạn nào có kinh nghiệm thì comment cho mình biết nha. Với lại nó cũng nhát quá nên mình cũng ngại quay cho bạn xem á. Đó, thì có khá nhiều bạn kêu mình quay lâu rồi các bạn. Đó, do mình không có thuần nó được các bạn, nó rất là nhát như vậy á. Đó, mình không có dám quay cho bạn xem. Đó, với lại bạn thấy nó lụi lụi. Đó, lại cái màu của nó lại ra bị nó nhạt nhạt nè, nó hết đen như vậy, nó hết vàng đó. Nó lại đó bạn thấy nó lẫn là lũi 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 gì nè. Đó à, mình quay cho bạn xem nó lũi qua đây nè. Đó rất là nhát các bạn. Đó là mình không có thuận nó được nên mình không có quay cho bạn được á, các bạn thông cảm mình nha. Đó thì cái đào do cái bữa nay thì có mấy bạn kêu mình cập nhật lại hết những con cá lóc của mình đang nuôi á. Đó thì sẵn mình quay cho bạn xem luôn. Đó thì sẵn mình hỏi các bạn nào có kinh nghiệm ha, các bạn comment cho mình biết nha. Đó, mấy bạn đang bay ngang hơi ồn xíu, bạn thông cảm mình nha. Đó đợt mình mới mua về bạn, nó thì nó ăn rồi nó lanh lắm bạn, nó màu đẹp nó tự nhiên nó bị tuột màu xuống đó, nó bạn thấy không nè. Đó, nay thì cái màu nó không còn vàng mà cái màu đen cũng không còn nữa, mà nó nhạt nhạt tái tái vậy các bạn thấy không. Đó, mà đặc biệt là nó rất là nhát.
Đó, mình để tay là nó chạy nè. Đó, các bạn thấy. Đó, nó không có lanh nữa, đợt kia mình để tay ở ngoài hình hồ thôi đã chạy ra rồi. Nó ham mỏi các bạn. Đó, còn giờ thì nó giống như nó bỏ ăn các bạn. Cả tuần lễ hoặc 10 ngày là mình bỏ mồi vô nó mới ăn, nhưng mà nó ăn nó rất là nhát. Mình để mồi đó mình đi chỗ khác nó mới ăn các bạn. Đó bạn thấy không? Đó. Đó thì thôi thì mình sẽ đi quay cái con cá lóc bay đột biến, cái con vảy đồng Velociraptor cho bạn xem nha. Cái con này thì nó nhát quá. Bạn nào có kinh nghiệm thì comment cho mình biết nha, chia sẻ cho mình nha cái cách chữa trị với cái con này nha các bạn. Đó, thôi giờ mình đi quay cái con vảy đồng nha. Rồi các bạn ơi, thì đây là cái con cá lóc vảy đồng của mình nha các bạn ha. Con vảy đồng Velociraptor của mình ha. Đó thì sau thời gian mình chữa trị con mắt của nó bạn. Đó thì bữa mình có nó bị nhảy lên á, con mắt nó bị đục một bên đó bạn. Đó. Thì hôm nay bạn thấy mắt của nó đã bình phục rồi đó bạn. Ở đây mình dụ nó qua đây. Đó, thì bữa nó bị cái con mắt bên trái bên màn hình nha các bạn. Ha, bên màn hình của bạn á thì nó bị con mắt trái ha. Đó thì hôm nay thì nó đã bình phục rồi, nó cũng lanh rồi, nhưng mà cái màu của nó thì nó chưa có được lên màu lại nha các bạn. Đó, bạn thấy hai con mắt đó không? Đó, đã bình phục rồi nha các bạn. Đó, thì bữa mình có rút nước xuống hết, mình rút nước khoảng 70% luôn bạn. Đó, nó bị chết các bạn. Đó, mình rút nước xuống 70% luôn. Mình chỉ để 30% nước thôi. Đó thì cũng có mấy bạn comment góp ý cho mình á, thì mình làm theo ý các bạn á. Thì hôm nay cá mình nó đã khỏe, nó đã chết rồi. Đó, nhưng mà cái màu của nó thì nó chưa có lên lại các bạn. Đó, bạn thấy cái màu của nó nè. Đó, nó còn đen các bạn. Nó hết cái màu vàng rồi. Đó, thì bạn nào có kinh nghiệm thì comment cho mình biết nha. Đó, thì có kinh nghiệm nào thì chia sẻ cho mình nha. Thằng cá của mình đây thì em mới đợt kia nó bị chết, nó nhảy các bạn. Đó thì các bạn thấy con mắt mình nè, mắt mắt này nó đã hết rồi nè các bạn. Đó, nó trồng trở lại nè, nó bị đục rồi. Đó, bữa nó bị đục một con mắt bên đây ha. Đó thì hôm nay nó cũng đã khỏe rồi. Đó, nó cũng lanh rồi các bạn. Đó, nhưng mà con cái là cái màu nó bị tuột màu ha. Nó tuột từ bữa đó tới giờ luôn, nó hết màu vàng đặc trưng của con Velociraptor đó bạn. Đó. Đó, vảy rồng thì nó cũng mờ đi các bạn. Đó, mình cũng không biết tại sao, không nguyên nhân nữa. Bạn nào có có kinh nghiệm thì comment chia sẻ cho mình nha. Đó, thì các bạn thấy không nào. Đó, đợt trước thì con mắt bị bên đây bị ha. Đó, thì nó cũng hết. Đó, sau này tại ra tới mắt bên kia. Đó, nó cứ bị nhảy hoài các bạn. Đó, đợt kia lúc còn nhỏ mình nuôi thì nó không có nhảy ha. Trong khi lớn lên là lại nhảy nhiều các bạn. Nó không biết là do con cá lóc có tập tính của nó là nó hay lóc đi hay nhảy đi hay sao hay đó ha. Mình cũng không có rành nữa. Đó, bạn nào có kinh nghiệm thì comment cho mình biết nha. Đó, lại bữa do có một bạn comment kêu mình rút nước xuống á, đó thì mình rút nước xuống rồi mình thấy con mắt đã lành rồi thì mình mới chăm nước lại ha. Nước thì mình mới chăm lại cách đây khoảng tuần các bạn, một tuần đó, nhưng mà cái màu sắc của nó thì nó vẫn đen ha. Bạn thấy không, nó đen rồi. Cái đầu nó hơi vàng vàng thôi chứ không được vàng lắm. Đó, lúc trước đẹp lắm bạn. Đó, hình ảnh của nó lúc trước đó thì mình sẽ để trên màn hình cho bạn xem luôn nè. Đó, mình sẽ chiếu cái hình ảnh rồi lúc trước nó còn lúc còn nhan sắc nó còn đẹp các bạn. Đó, thì mình sẽ chiếu lên cho bạn xem luôn nha. Chứ giờ nhan sắc nó thì nó hơi tàn tạ rồi. Đó, bạn thấy không? Đó, đen rồi nè. Đó, không còn như lúc trước nữa. Cái tai bơ thì đen không nói gì ha, nhưng mà cái thân nó thì cũng đen. Đó. Đó, mình không biết là có các bạn nào có kinh nghiệm thì comment cho chia sẻ cho mình nha. Đó, mình các bạn chờ mình xíu, mình đang đi tìm cái kính để mình cho nó kè được rồi. Các bạn chờ mình xíu nha. Đây có rồi. Đó cũng hăng nha các bạn. Đó, để kính vô, các bạn thấy nó mới táp cái kính không? Đó, thì do nó cũng đỡ chết rồi. Đó, bạn thấy nó cắn không? Đó, nó cũng đỡ chết rồi bạn. Đó, nhưng mà cái màu thì nó chưa có lên ha. Chắc mình vài bữa nữa mình sẽ đi tìm cái thức ăn lên màu lại quá. Thức ăn khô các bạn. Đó, mình mua trên Shopee cũng có các bạn. Thức ăn dành cho cá lóc vảy rồng các bạn nha. Velociraptor thì cái thức ăn nó lên màu vàng. Đó, thì chắc bữa nào mình đi mua lại thức ăn đó quá ha. Không biết là có phải là do nó thiếu thức ăn hay không ha. Bạn nào biết thì cứ comment cho mình nha. Đó, mình là mấy bữa nay mình cũng bận việc quá rồi, với lại cá mình nó bị vậy. Mình cũng có quay cho bạn xem nhiều quá. Lại có mấy bạn kêu mình cập nhật hết mấy cái con vật của nhà mình đang nuôi á. Đó thì mình đang cập nhật từ từ các bạn. Mình không có cập nhật hết được tại nhà mình cũng đang bừa bộn quá. Đó. Nó mình di chuyển máy đi, di chuyển lui á thì nó hơi cực xíu. Đó thì mình sẽ cập nhật từ từ cho bạn xem. Đó, đây hôm nay thì mình cập nhật hết tất cả những con cá lóc của mình đang nuôi cho bạn xem ha. Đó, nãy các bạn thấy con cá lóc đồng rồi ha. Cá lóc đồng thì mình mới thay nước nên nó cũng hơi nhát xíu. Đó, với lại cái con cá lóc bay xanh thì mình đã thua rồi các bạn. Đó. Mình nghĩ chắc mình đi thả nó quá, hoặc là
mình sẽ dưỡng thêm một thời gian nữa coi, nếu không được thì mình sẽ thả để các bạn. Đó, cá lóc đây xanh đột biến ha, hồi trước mình mua là nó vàng khe các bạn. Nó vàng khe. Nó sau này tự nhiên cho nó tuột thành màu đen thành con cá lóc bay xanh bình thường. Đó, như lại giờ cái nó rất là nhát ha, mình không thể nào thuần được nữa. Đó, rất là nhát luôn các bạn. Đó, cá lóc 7 đồng ha, nó cũng đã lanh lại rồi thì mình cũng khá là mừng ha. Đó, mấy bữa nay nó không có nhảy nữa. Đó, các bạn thấy không, khá là lanh luôn nè, nhưng mà con cá là cái màu của nó thì nó đang đen, nó không có lên nữa. Đó, nhan sắc thì tàn tạ rồi. Đó, để mình đi mua cái thức ăn lên màu lại cho nó ăn lại, bắt tập lại cho nó ăn lại bạn. Đó, chứ mà cá lóc 7 đồng mà yellow centrum mà dở thành hắc. Đó, thành màu black nè. Đó, black là màu đen các bạn. Không, bạn thấy nó đen nè. Đó, còn những cái chấm 7 đồng thì nó cũng mờ đi. Đó, tiếc ghê luôn bạn, đợt kia nó đẹp ghê luôn. Đó, đợt nó đẹp bao nhiêu thì bây giờ nó lại xấu bao nhiêu. Đó, bạn thấy không? Đó, tội ghê chứ bạn. Đó, con cái là nó đã ăn lại thì mình cũng mừng ha, hết chết. Đó, thì mình cũng cảm ơn bạn đã có một bạn đã comment ha, góp ý cho mình khi mình rút nước thì nó đỡ chết các bạn. Đó, thì mình nó rút nước thì cũng mắc nó bình phục. Máy bay lại bay ngang hơi ổn xíu, các bạn thông cảm mình nha. Đó, thì nó cũng đỡ chết thì cũng mừng lắm rồi. Đó, nhưng mà mình sẽ huấn luyện lại từ từ các bạn ơi. Đó, khi còn cái con cá lóc bay xanh thì mình đã bó tay rồi, mình hết vô phương rồi các bạn. Đó, đó, nước thì mình lúc nào cũng trong các bạn, tại mình xài này lọc mà. Đó, thì lúc nào cũng trong trong vắt à. Đó, có nhiều bạn nói sao mình nuôi nước sao trong, mình thay nước hoài nước trong như vậy. Không phải các bạn ơi, mình xài lọc các bạn. Đó, lọc mình lâu lâu là mình mới rút ra nước ra, mình rút 30% nước ra thôi, mình bắt đầu chăm nước mới vô chứ mình không có thay nước hoàn toàn. Đó, thay nước hoàn toàn là nó bị sốc nước bạn. Đó, sốc nước là dễ chết lắm. Đó, bạn thấy cái lưng không nè, để mình quay hướng này cho bạn xem nè. Đó, 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 những cái chấm 7 đồng đó bạn thấy không? Nó cũng còn mờ ha. Đó, cũng còn mờ thôi nhưng mà không sao. Đó, mình thấy nó lanh lên là được rồi, từ từ huấn luyện lại hết đỡ chết rồi con mắt nó bình phục rồi mình cũng mừng. Đó, đó, đã ha bạn ha. Đó, nó lanh là mừng quá rồi. Đó, thì thôi cái video hôm nay ha, là do có mấy bạn kêu mình là cập nhật ha những cái con cá lóc của mình cho bạn xem. Đó, thì hôm nay mình cập nhật lại hết tất cả những con cá lóc của mình. Đó, hiện tại thì mình còn nuôi 3 con thôi. Đó, nhưng mà cái con cá lóc bay xanh đó thì mình không còn huấn luyện lại được bạn. Đó, thì mình sẽ cố gắng mình huấn luyện nó thêm một thời gian nữa coi, chứ không được chắc mình đi thả nó ra sông ha bạn ha. Đó, bạn nào có ý kiến thì có ý kiến hoặc kinh nghiệm gì đó thì cứ comment nha, góp ý cho mình ha, chia sẻ cho mình. À, cái con cá lóc bay xanh hoặc là con cá lóc 7 đồng này cho lên màu trở lại. Đó, thì bạn nào có ý kiến thì comment ha, mình cảm ơn các bạn nha. Đó, thôi để thêm mình chăm sóc mấy con cá lóc này thêm thời gian nữa coi ha, nếu có kết quả tốt ha thì mình sẽ cập nhật tiếp cho bạn xem nữa ha. Đó, còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.